Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei UKf vừa bị bắt vì bị cho là có liên quan đến một vụ hối lộ. Cơ quan chống tham nhũng của Nga cho biết ông Ayukayev đã nhận khoản tiền khoảng 2 triệu đô la. Bộ Kinh tế do ông phụ trách đã đưa ra đánh giá tích cực để công ty dầu khí khổng lồ Rosneft mua lại 50% cổ phần của một công ty dầu khí khác, đó là công ty Basnev. Ông là quan chức Nga cao cấp nhất bị bắt từ khi Liên Xô tan rã. Bà Svetlana Patrenko, phát ngôn viên cơ quan điều tra, nói với hãng thông tấn Ria Novosti rằng ông Ayukayev bị bắt giữ là vì ông đe dọa cản trở việc chuyển nhượng 50% Basnep sang Rosnep. Bà cho biết thêm ông bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ. Ủy ban điều tra nói vị bộ trưởng này sẽ sớm bị kết án. Nếu bị buộc tội, ông có thể chịu án tù trong khoảng từ 8 đến 15 năm. Ông Ai Kiyep được bổ nhiệm làm bộ trưởng kinh tế vào năm 2013. Trước đó, ông là phó chủ tịch ngân hàng Trung ương Nga.